Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta đến với thông tin đầu tiên, rò rỉ về chip Google Tensor 3 của Pixel 8. Samsung chuẩn bị bắt đầu sản xuất hàng loạt chip sử dụng nút quy trình 4 nanomet thế hệ thứ 3 và khách hàng lớn nhất trong đợt này của họ chính là Google. Mặc dù 3 nanomet mới là nút tiên tiến nhất hiện có, nhưng tiến trình 4 nanomet và 5 nanomet của Samsung hiện đang được sử dụng nhiều hơn, chiếm 22% số chip được sản xuất trong quý 3 năm ngoái. Theo các báo cáo, những chiếc máy duy nhất dự kiến sẽ được cung cấp sức mạnh bởi chip 3 nanomet trong năm nay là iPhone 15 Pro và 15 Ultra. Ngoài ra, Pixel Fold, Pixel Tablet và Pixel 7a dự kiến sẽ được cung cấp sức mạnh bởi Tensor 2, được xây dựng trên nút 4 nanomet thế hệ thứ 2 của công ty Hàn Quốc. Quy trình của Samsung vốn không được đánh giá quá cao bởi hiệu suất thiếu ổn định, đồng thời mang tới vấn đề quá nhiệt. Tuy nhiên, trong bối cảnh TSMC quá đắt khách và không thể nhận thêm đơn đặt hàng, thì Samsung là lựa chọn tốt nhất trong số còn lại để Google có thể tin vào. Tin tức tiếp theo đó là siêu phẩm của Meizu đã không còn được mong đợi nhiều. Trước thời điểm ra mắt Snapdragon 8 Gen 2 ít ngày, Meizu đã gây chú ý khi tuyên bố bộ đôi Meizu 20 và 20 Pro sẽ là những thiết bị đầu tiên sở hữu con chip dòng mới này. Tuy nhiên, sau 5 lần 7 lượt bị trì hoãn, người dùng đã không còn mặn mà với chúng nữa. Meizu đến tận bây giờ mới thông báo chính thức rằng hai chiếc flagship của họ sẽ được ra mắt vào ngày 30 tháng 3 tới. Mẫu smartphone mới nhất này sẽ có màn hình tần số quét 144Hz, hỗ trợ HDR, cung cấp 1,07 tỷ màu, đạt chứng nhận ánh sáng xanh thấp và được trang bị Snapdragon 8 Gen 2. Các thông số này vẫn đủ tốt, tuy nhiên hiện tại nó đã không còn được độc lạ như trước và có phần thụt lùi so với nhiều đối thủ khác. Có chăng lợi thế duy nhất mà Meizu 20 và 20 Pro có thể làm được chính là bán với giá thấp hơn phân khúc cao cấp, và dường như họ sẽ làm điều đó để gia tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Và bây giờ sẽ là thông tin cuối cùng trong ngày, Samsung S có thể không bao giờ dùng chip Exynos nữa. Ngoại trừ năm 2015 khi Samsung sử dụng cùng một chip Exynos cho tất cả các mẫu S6 do lo ngại vấn đề quá nhiệt của Snapdragon 810, có thể trong tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một mẫu Galaxy S dùng chip Exynos nữa. Nguyên nhân là bởi sự hợp tác bền vững giữa Qualcomm và Samsung, hãng Hàn Quốc được ưu tiên sử dụng vi xử lý độc quyền, giúp cải thiện đáng kể yếu tố hiệu suất, luôn bị đánh giá thấp của Samsung trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, phần nhiều lý do nằm ở việc Samsung đã thất bại trong dự án siêu chip Exynos mà họ ấp ủ trong suốt 2 năm nay. Các giai đoạn thử nghiệm cuối cùng đã hoàn tất, mức hiệu năng hoàn toàn không như mong muốn, và việc phải đầu tư quá nhiều công sức vào nó khiến Samsung đã suy nghĩ lại. Exynos sẽ chỉ dành cho những dòng máy tầm trung. Snapdragon 8 Gen 2 sẽ xuất hiện độc quyền trên S24 series để giúp Samsung cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác về mặt hiệu năng. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.